Mình tên là Quỳnh Trần, mình đến từ Orange County, thành phố Anaheim, near to Disneyland. Mình rất là thích học lớp của thầy. Trước khi học lớp của thầy thì mình cảm thấy mình không có tự tin về bột, về đĩa, không có tự tin về tất cả những cái gì của mình làm. Nhưng mà từ hồi mình học lớp của thầy thì mình cảm thấy là mình học được rất là nhiều, học được cách lấy từng cục bột từ ngón nhỏ cho nó tới ngón lớn, học cách control bột và học cách ôm bột như thế nào để mà có thể tròn cuticle từ một cục tới hai cục, và mình có thể đắp ombre, và mình có thể học rất là nhiều, thậm chí mình có thể học marble. Either way, mình không biết mình có dùng marble để mà làm hay không, nhưng mà mình thấy mình học rất là hay và có nhiều cái để lôi cuốn. Thường thường á, mình đi học nail á, mình học chừng 1 tiếng 2 tiếng là mình đi ra ngoài rồi, nhưng mà ở thầy á, mình có thể ngồi 8 tiếng 9 tiếng mà mình cảm thấy mình không có chán, không có boring. Ở một điều rất là hay của thầy á, thì là buổi trưa thầy cho mình ăn trưa luôn, và anh chị em mình tập hợp lại mình ăn trưa với nhau, thì là mình cảm thấy mình gần gũi nhau hơn. Trong vòng 5 ngày mình có thể đắp được bột, mình có thể làm được đĩa, mình có thể giũa xếp, và tất cả những cái xếp rất là chuẩn. Thường á, lớp start á đã 10 giờ nhưng mà mình có thể đến 9 giờ, và thầy cô lúc nào cũng sẵn sàng với mình ở đây để mà chỉ cho mình lại những cái xếp, chỉ cho mình lại cách đắp một cục bột như thế nào, và chỉ cho mình cách giũa. Cách giũa ở đây rất là quan trọng. Thường á, mình sợ á, mình giũa vô tay khách, mình sợ mình làm khách đau, nhưng mà thầy sẽ có chỉ cho mình á, từng bước một để mà giũa xếp, để cái giũa đứng, giũa nằm như thế nào để mà mình có cảm thấy là mình comfortable để mình làm cho khách và mình tự tin mình làm cho khách. Nói chung mình tới lớp học này á, mình cảm thấy mình rất là vui và rất là may mắn khi được gặp thầy. Mình học thầy before, mình học before học thầy khác, và mình học ở trên YouTube mình không làm được. Mình vô tiệm mình cũng làm mà mình chỉ bị chê rất là nhiều, nhưng mà mình cảm thấy mình rất là tự ti với bản thân mình. Nhưng mà từ hồi mình học thầy thì mình cảm thấy mình rất là phấn khởi. Mình tin tưởng rằng khi mình trở về tiệm không có thể mọi người không sẽ cho mình làm, và mọi người sẽ không có còn dòm ngó mình với cặp mắt khác nữa. Hy vọng mọi người tới lớp của thầy sẽ được enjoy ăn uống, sẽ được enjoy mọi thứ. Thầy món ăn thì các anh chị không cần phải lo về vấn đề ăn uống, tại vì thầy cho mình ăn rất là thoải mái và rất là no, không cần phải chuẩn bị ăn uống gì nhiều. Nói chung là mình recommend rất là cao về lớp học của thầy. Hy vọng rằng các bạn cũng giống như mình, các bạn tin tưởng mình để có thể tới lớp học của thầy nhiều hơn và ủng hộ thầy nhiều hơn. Xin chào, tạm biệt các bạn.